Vâng, xin chào anh em đã đến với Book Guppy Channel. Thì hôm nay thì là một ngày, nói chung là mình sẽ không nói nhiều về các loại cá. Thì anh em nào muốn xem cá, muốn đặt hàng xem video trước giùm mình nha. Hôm nay thì chúng ta nói đến một chủ đề đó là chất lượng nước và vi sinh. Đây, thì đầu tiên là như anh em đã qua quán đã biết thì cái bể trên cùng đây của mình, đây là cái bể chứa nước. Và đây mình bỏ các loại vật liệu lọc trong đó, thì nó gồm một ít san hô và một ít đá nhâm thạch, chủ yếu là để tạo vi sinh và làm trong nước. Thì mục đích của chúng ta nuôi cá là chúng ta tạo ra một môi trường tốt để cho cá phát triển đó. Thì nếu như một cái hồ mà nó vi sinh không tốt thì anh em nhìn cái hồ này đó, hồ này mình không chạy lọc vi sinh nè đó, thì nó nước nó sẽ đục vì không có giá thể để cho vi sinh bám vào phát triển, nước nó sẽ đục đó. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai đó là nó sẽ làm cho mình, tức là con cá ở bên hồ này nước trong veo, thấy chưa, cho chạy lọc vi sinh nè, ổn định vi sinh đó, vi sinh đầy đủ, nước trong veo, nhìn con cá sẽ khỏe khoắn hơn. Nói chung là bên đây nó vẫn khỏe đó, nhưng mà nhìn bên đây sẽ hít hơn, đúng không? Nhài hai màu nước đây anh em xem, khác biệt rất là rõ rệt. Vì hồ này mình có sử dụng sản phẩm vi sinh và chạy lọc vi sinh, hồ này thì mình không có sử dụng. Mặc dù ở trên đây mình đã có sử dụng vi sinh rồi nè, mình sử dụng vi sinh trên chai này, cái hồ nước chứa trên mình và có vật liệu lọc trên đó luôn đó, nhưng mà khi mà xuống đây một thời gian, vi sinh nó không có chỗ để bám đó, cho nên chất lượng nước nó giảm đi và làm đục nước. Còn bên đây mình có chạy lọc bio, có thể là có giá thể cho cái chỗ cho con vi sinh sống đó, nó đơn giản là như vậy. Thì cái nước nó sẽ trong vắt luôn, thấy chưa anh em, sao không? Và phần phân nó sẽ rất ít. Vì nhiệm vụ của vi sinh là như thế nào, anh em có coi quảng cáo của Vinamilk không? Sữa chua á, người ta thường nói đến lợi khuẩn và hại khuẩn, thì mình nghĩ nôm na cái vi sinh nó giống như là cái lợi khuẩn gì đó, nó sẽ giúp mình thứ nhất là làm trong nước, thứ hai là làm giảm đi mật độ của mầm bệnh, vì nó sẽ tiêu diệt các mầm bệnh, nó giảm bớt đi, giảm cái khả năng phát triển mầm bệnh đi đó. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho con cá của mình khỏe hơn trong môi trường sống này. Và một trong những phần quan trọng để giúp cho cá phát triển tốt đó là như vậy. Thực ra thì lúc trước mình cũng không có quan trọng vấn đề vi sinh lắm, nhưng dạo gần đây thì mình mới phát hiện ra rằng khi mà có một hệ vi sinh ổn định thì cá rất là khỏe. Thứ hai nữa là sao, vi sinh nó, nếu như chúng ta thay nước đi nhiều liên tục quá, 200% nước á, thì nó sẽ giảm rất là nhiều, cho nên chúng ta phải chăm thêm vào đó để cho nó giữ vững mật độ. Ồ, có lăng quăng đó mày. Ô lô, hồ mình ở trên nước chứa nó có lăng quăng rồi đấy. Wow. Và anh em nên nhớ rằng để chúng ta có thể tạo vi sinh một cách tự nhiên bằng cách chạy cái lọc bio này, nhưng thời gian nó khá là lâu đó. Và để hỗ trợ cho thiết lập một hệ vi sinh thì chúng ta hiện nay có rất nhiều công cụ. Đây là chai CPSP đó, một sản phẩm nếu như anh em chơi cá hay là chơi vi sinh cũng đã quen với chai này rồi đó. Chai này thì nó có hạn sử dụng hẳn thôi, ngày 30/11/2019 đó, test mới. Vâng, và chai đó thì 60k một chai. Còn các vật liệu lọc thì mình ở đây là mình chọn đá nhâm thạch, đá nhâm thạch xài rất là tốt, nước rất là trong đó, đó là môi giá thể như nơi nội hướng hôm nay là cái nơi cho vi sinh nó trốn cho nó sống á. Thôi anh em nhìn những cái hồ mà mình không chạy nè đó, thì rất là đục, đục quá chưa, cá cũng phải ổn định thôi, tại vì ở đây hồ ở trên mình có rồi cho nên không đến nổi. Những chất lượng nước này á, thì nuôi nó không đã, đúng không? Đó nè, cho mình soi những cái hồ mình không có chạy lọc bio và không bổ sung vi sinh, còn đây là hồ mình có chạy lọc bio và có bổ sung vi sinh đó, nhìn màu cá tươi mới đẹp, đúng không? Hồ này thì vi sinh vẫn chưa ổn định nè,
vẫn còn thiếu, là tại vì hồi mình mới set, ý là mình mới chăm vi sinh vào, vi sinh nó chưa nhiều đó. Còn bên đây vi sinh ổn định à, vì anh em biết đó, khi mà chúng ta chăm vi sinh vào đó thì nó sẽ có một thời gian để cái vi sinh đó nó phát triển và nó nhân lên, sinh sôi nảy nở lên, thì những cái con nó sẽ làm nhiệm vụ nhất là nó phân hủy đi các chất độc, chủ yếu là H2S đó, ammonia đó, những cái chất mà sẽ làm cho cá chúng ta bệnh, cá chúng ta yếu đi, thì vi sinh nó sẽ làm nhiệm vụ đó. Thì mình nói rồi đó, nó nhiệm vụ nó nhiều là lợi khuẩn vậy đó. Còn tô bát anh em đang xem là quảng cáo xíu nha, tô bát anh em này đang xem thì giá là 300, vậy có đít bông 150 không đi bông. Và quay lại trở lại các sản phẩm bổ sung vi sinh chúng ta thì có thêm chai Zilab này, nó cũng là chuẩn VSB, cái vi khuẩn quang hợp. Vi khuẩn hợp thì chúng ta xài ở nơi có sử dụng đèn hoặc ánh sáng thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Và các loại vi sinh này mình đều sử được dụng được cho tất cả các hồ cá kiển, kể cả nước mặn đó. Aqualus M-1 là một loại vi sinh rất là tốt, và đặc điểm của nó là làm cho nước trong khá là nhanh, hiệu nó sinh sôi, nó phát triển hiệu quả nó cao. Quên đã sử dụng một chai ở đây rồi đó, thì mẫu mã là như vậy đó. Thì anh em nuôi cá coi thì sử dụng nó tăng vi sinh luôn rất là tốt. Và đây là 100% được sản xuất từ nguyên liệu của thiên nhiên, là phiên bản mới nhất của loại này, probiotic, không đọc đúng mà probiotic đó. Thì đây là liều lượng sử dụng của nó. Khi mà chúng ta có sử dụng vi sinh đó thì các nồng độ nè, các chất NO2VO4 NH3 nè, nó sẽ giảm dần đi, giảm về không luôn, thấy chưa? Đó là thí nghiệm người ta. Và liều lượng của nó là chúng ta sử dụng là 50 lít cho 40 lít nước để mà chúng ta khởi tạo á. Khởi tạo nghĩa là gì? Khởi tạo có nghĩa là chúng ta dùng liều đầu tiên á, là dùng nhiều để cho nó sinh sôi ra nảy nở. Và tiếp theo là chúng ta sẽ duy trì thì chúng ta sẽ xài ít lại, là một cái này á, đơn vị có dùng là cáp full này không biết là gì, nhưng mà một cáp full nó sẽ là 50 lít đó, thì sẽ là 80 lít đó. Mỗi 7 ngày chúng ta chăm thêm vào, cứ sau mỗi 7 ngày chúng ta sẽ chăm thêm vào. Thường ở đây mình sử dụng á, thì mình chăm thẳng trực tiếp lên cái bồn nước chứa ở trên của mình đó. Anh em thấy không, nước ở trên rất là trong nè, ở trên nó không có đèn chúng ta thấy không rõ được, trong vắt luôn đó, thấy chưa, là cực kỳ trong luôn. Dù ở dưới thì vẫn có cặn lại, anh em thấy không đó. Cặn này một phần đó là do bụi, nhất là do bụi, thứ hai là các thành phần ở trong các chất liệu lọc này sử dụng, chất liệu đang sử dụng là đá nhâm thạch đó, thì nó có bụi phấn, bụi đường. Dù mà mình rửa rồi nhưng chắc chắn sẽ không rửa sạch được hết 100%, nó vẫn còn cặn, rất là nhiều cặn ở phía dưới đó. Nhưng chất lượng nước thì rất là sạch, trong veo đó. Thì đây muốn nói với anh em rằng sử dụng cái này rất là hiệu quả, và chi phí của nó sẽ giảm rất nhiều chi phí cho chúng ta thay nước. Khi mà lục hệ vi sinh nó thiết lập ổn định rồi đó thì mình hầu như là không cần thay nước luôn, chỉ cần chăm vào thêm thôi đó. Nhưng mà chúng ta nên thay nước để cho con cá nó có điều kiện để phát triển nó tốt đó. Và khi mà cái hệ vi sinh của chúng ta ổn định rồi đó thì chúng ta sẽ tự tin nuôi cá hơn rất là nhiều. Cái điều này á, anh em sẽ thấy không rõ khi mà anh em nuôi cá con đâu, vì con cá con thích nghi môi trường rất là tốt. Còn khi mà chúng ta mua cá mới về á, chúng ta xử lý nước không tốt á, cá rất dễ là bị, nhất trường hợp nhất là túm, thứ hai đó là nó sẽ lừ đừ và chết dần đi. Rồi cái thứ ba đó là anh em nuôi cá đó, mua bầy, ví dụ bầy vậy nè, nhưng mà nó biểu hiện nó chết lai rai, nó không có bệnh nhiều, nó không có bệnh, nhưng mà nó bơi không sung đó. Đây là mình test cái là mình quẩy nè, nhưng mà nó bu lại vậy đó là ok, đúng không? Nó bơi không sung, thứ hai là nó lờ đờ trên mặt nước,
Thứ ba là cho ăn vẫn ăn nhưng mà lâu lâu vẫn có một con vài con chết. Đó là biểu hiệu chúng ta là hệ vi sinh không ổn định, khiến cho nước chúng ta nó sẽ phản sinh ra độc tố. Và cái độc tố đó từ đâu ra? Chủ yếu là từ các cái phân này. Phân cá thì nó phân hủy. Tất nhiên mà giống như anh em nghĩ đi, chúng ta sống trong phân của chúng ta luôn á, đúng không? Thì đến một ngày nào đó thì không chịu nổi. Đó thì chất độc trong phân nó phát ra quá nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng đến cho cá. Và không ảnh hưởng trực tiếp mà ảnh hưởng về lâu dài. Những con cá nào thể trạng yếu nó sẽ tự nhiên nó đột tử là như vậy. Còn nếu chúng ta có hệ vi sinh ổn định như trên này, đó, nước trong đó, thì các phân này nó sẽ bị phân hủy rất là nhanh, và cái chất lượng nước nó vẫn giữ cái nước trong. Dù nó có phân thì nước vẫn trong và môi trường nuôi cá sẽ rất ổn định. Chúng ta thường có sai lầm lớn nhất là khi mà bắt đầu nuôi cá, mình hồi xưa cũng vậy, tất cả chúng ta hầu như đều như vậy, đều phạm chung một sai lầm, đó là chúng ta tìm cách chữa bệnh trước chứ chúng ta không tìm cách để mà dưỡng, không tìm cách để mà chăm sóc, không tìm cách để mà chuẩn bị, không tìm cách mà để phòng bệnh tốt nhất. Thì ở đây mình xin khuyên anh em rằng đầu tư vào vi sinh, đầu tư vào việc bảo quản chất lượng nước, kiểm soát chất lượng nước là đầu tư luôn đúng đắn. Bởi vì sao? Một chai vi sinh đó chỉ tầm 100k với loại tốt, 60k với loại kia là nó kém hơn một tí. Nhưng chúng ta sẽ đảm bảo được lượng cá của chúng ta rất là nhiều, và một chai nó xài rất là lâu anh em ạ. Nếu như mà chúng vì sao không? Cái vi sinh đó nó tự sinh sôi và nảy nở được. Chúng ta dùng một miếng vô cái hồ chúng ta thôi và tụi nó sẽ sinh sôi, nó phát triển tiếp thêm nữa. Chứ không phải là chúng ta dùng vào và nó hết vi sinh, nó sinh sôi, nó đẻ trong hồ chúng ta được. Đó. Và yêu cầu chúng ta là sao? Phải tạo cho nhiều chỗ cho nó sống. Và nó thường sống như nào? Những cái vật liệu mà có nhiều lỗ hổng như cái cục mút anh em xem nè, trong đó là có hàng trăm hàng triệu cái lỗ nhỏ vi sinh nó sẽ chui nó bám vào đó nó sống. Còn những bề vật nhẵn như kính của chúng ta nè, nó không bám và sống được nhiều cho nó sẽ yếu đi dần và nó chết đi. Đó, chúng ta đầu tư vi sinh và đầu tư thuốc á. Thuốc thì nói về thuốc, các loại thuốc dưỡng cá thì chúng ta có thể chia ra hai trường hợp như thế này, hai đường ly. Một là chúng ta tăng đề kháng con cá lên bằng các loại thuốc như là Super One nè, thuốc bắc nè, cái thuốc dưỡng cá đó, thì nó sẽ tăng đề kháng con cá lên mà dù không biết là cái điều kiện nước như thế nào thì mình dùng cái đó vẫn được, vẫn ok. Khi mà con cá nó khỏe rồi đó thì nó sẽ thích nghi cái môi trường đó, dù môi trường nó không thực sự tốt. Còn con đường thứ hai là chúng ta tạo môi trường tốt ban đầu cho cá luôn. Đó, ta không sử dụng các thuốc tăng đề kháng. Đó, thì con đường này là con đường nghĩa là sẽ tốt hơn và về dài lâu sẽ tốt hơn. Bởi vì khi mà chúng ta có một lượng nước, chất lượng nước ổn định thì chúng ta sẽ không sợ và không cần sử dụng các cái thứ kia. Cái kia chỉ là một cái bổ trợ thôi chứ nó không phải là một cái xài lâu dài được. Đó, ý của mình là như vậy. Cho nên anh em phải mua những cái loại này. Đó, ba cái chai này. Đặc biệt cái chủng vi sinh quang hợp của Z-Lab và BSB này, hai mẫu này thì nó như nhau. Đó, hai mẫu này thì nó giống nhau. Chai này 200ml, 100k. Còn chai này nhiêu ml ta? Cô bán bữa giờ không biết này. Đó, còn chai này nói chung là 60k. Đó. Rồi còn chai LED AWA này thì cũng là 100k luôn. Ok. Đặc biệt là hai cái này nói chung một chủng nè. Còn cái chai này chúng ta sẽ xài, cái chai này chúng ta sẽ xài kết hợp chung với cái chai này. Đó. Vâng, mình xin nói lại nữa là môi trường nước
như anh em đã biết đó, các loại vi khuẩn hay các loại nấm mốc hay tất cả các mầm bệnh khi mà nó phát triển á, nó đều cần môi trường nước để phát triển. Và chúng ta nuôi cá là nuôi bằng nước, bất kể cái sản phẩm là anh em thấy đó, nó đều chúng ta ăn á, thực phẩm á, tất cả là thực phẩm đúng không, đóng hộp hay là thực phẩm khô á, nó đều có gói hút ẩm trong đó. Là tại vì sao? Tại vì ẩm là cơ bản, là cái duy nhất để cho vi khuẩn phát triển. Và chúng ta nuôi cá nữa thì chắc chắn là nơi mà rất nhiều và rất dễ để vi khuẩn phát sinh, 100% là như vậy rồi, nước 100% mà đó. Cho nên điều kiện đầu tiên là chúng ta nuôi tốt, chúng ta chuẩn bị môi trường nước thật là tốt. Lúc trước thì mình cũng đã bỏ qua cái này, nhưng mà một số anh em đã giúp đỡ mình, đã mình tìm hiểu thêm thì mình thấy rất là tốt. Thứ hai đó là khi một cái lượng vi sinh ổn định đó, màu sắc của con cá nó sẽ khác, nó sẽ rất là bắt mắt chúng ta và nó sẽ rất là giàu đề kháng đó. Anh em mà cố gắng đầu tư một cái môi trường nước tốt thì sẽ nuôi tốt được. Thực ra những cái sản phẩm đó chúng ta sẽ, nếu như mà anh em thắc mắc nó không có bể chứa như trên mình á, thì chúng ta sử dụng trực tiếp trong cái hồ của chúng ta nuôi luôn. Giống như cái hồ này cái gì, mình chuẩn bị nước sẵn, mình bơm vi sinh vô, mình chạy cho nó khoảng 2-3 ngày, sau đó mình nuôi cá. Đó là thời gian chuẩn bị nước của mình đó. Không cần phải bể chứa trên đâu, là bể chứa trên là mình chứa để tiết kiệm thời gian, khi mà cá về mình sử dụng cái nước trực tiếp trên này xuống liền được luôn. Đó, vì nó có sẵn vi sinh trong đó, nó là làm sạch nước cho mình, nó làm giảm các độc tố đi trong nước đó. Và cái lượng nước thì sau này mình sẽ tìm kiếm một số thông tin về các sản phẩm khác để phục vụ đa dạng hơn cho anh em. Còn hiện tại vi sinh mình thì có 3 mẫu đó, anh em có thể nếu cần thì lên Shopee đặt mua đó, có dễ thôi, dễ dàng vận chuyển. Vâng, xin chào tạm biệt anh em. Nếu anh em thấy video này bổ ích thì hãy like và subscribe kênh của mình đó. Còn nếu như anh em nào mà thấy có gì đó không hợp ý, không hợp lý thì có thể comment, để lại comment ý kiến đi, mình học hỏi thêm. Chẳng ra là mình thì cũng không có biết gì nhiều đâu, nhiều người thì sẽ biết được và có nhiều kiến thức hơn. Cho nên anh em nào có kiến thức thì hãy trao đổi giúp mình. Xin cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Hẹn gặp lại cho anh em trong video tiếp theo.